Ba, pháo thủ phong độ đó giờ thắng là chắc. Con đang chờ xem quỷ đỏ xuống thần khó ai đỡ nổi. Ba sẵn sàng chưa? 2 phút nữa bắt đầu đó. Thôi, giờ ba đi câu cá với bác ba. Ba. Ồ, thôi, giờ ba đi đám cưới rồi. Ba, hôm nay chung kết đó ba. Ba đang bận, con xem trước đi. Alo. Alo. Mẹ ơi, ba sao vậy? Ổng trước giờ vậy mà, im im tự lo, có nhờ giả hay đâu. Ba ơi, xe hư rồi. Ủa, xe hư à, lấy xe ba đi, kẻo trẻ không? Nhưng chỗ ba làm sao lắm. Ồ, không sao, không sao, con đi đi. Cảm ơn ba. Ổn không ông? Ổn, không sao đâu. Alo. Ba thích TV mới không mẹ? Thích cái gì? Mê mẩn luôn rồi á. Sẻ chia khoảnh khắc, gửi trọn yêu thương.